Chào các bạn. Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được cái men HB Pavilion 14 nha các bạn. Mã men của nó là DA0R62MB6E1 Review E nha các bạn. Hiện trạng của con này đó là khi mà mình cắm nguồn vào, nó dắt nguồn này nó chập chờn nha các bạn. Lúc led sáng, lúc là không sáng, nguồn 19 lúc vào lúc không nha các bạn, là mình nghi là cái dắt này nó bị lỗi. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem. Các bạn để ý đồng hồ dòng đó, và cái đồng hồ này mình sẽ đo vol đó, cái đồng hồ này mình sẽ đo vol cho các bạn xem và cái đồng hồ này mình sẽ đo dòng đó. Các bạn quan sát hai cái đồng hồ. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Rồi bây giờ các bạn quan sát cái dắt nguồn nha các bạn. Đó, các bạn thấy là cái dắt nguồn nó sáng, có ăn dòng nha các bạn. Đó, rồi khi như vậy nó sẽ tắt. Đó, các bạn thấy là cái dắt nó tắt. Mình quẹo này nó sẽ sáng. Rồi các bạn thấy là cái dòng nó đã mất rồi nha các bạn. Đó, cái dòng nó đã mất rồi. Đó. Cái dòng đã mất dòng rồi nha các bạn. Và bây giờ mình khi mà cái dắt này nó không sáng đèn, các bạn quan sát là cái dắt nguồn nó không sáng đèn thì mình đo là nó sẽ không có nguồn 19 vào nha các bạn. Đây nguồn 19 đây. Đó, nguồn 19 nó có một vôn mấy nha các bạn. Đó, nguồn 19 là nó sẽ có một vôn mấy thôi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lắc cái dắt nguồn và mà cho các bạn là cái dắt nguồn nó sẽ sáng luôn nha các bạn. Đây. Mình sẽ dời cái men lên. Đây các bạn đó, thấy cái dắt nguồn nó sáng lên nè. Đó, cái dắt nguồn nó sáng rồi nha các bạn. Và các bạn quan sát đồng hồ là cái đồng hồ nó có ăn dòng nha các bạn. Đồng hồ có ăn dòng. Rồi mình sẽ làm cho nó. Rồi cái dắt nguồn nó tắt rồi nha các bạn. Đây, dắt nguồn nó tắt. Các bạn quan sát đồng hồ dòng là nó mất dòng rồi nha các bạn. Rồi như vậy là mình nghi ngờ là cái dắt nguồn này nó chập chờn nha các bạn. Đó, cái tiếp xúc nguồn 19 có vấn đề đó. Các bạn thấy mình lắc lắc là cái dắt nguồn nó sáng và có ăn dòng. Đó, dòng nó đã ăn đó, rồi đây, đây đó nó cứ chập chờn nha các bạn. Rồi khi các bạn thấy có ăn dòng là mình sẽ đo sẽ có 19 nha các bạn. Đó, cái khi các bạn mà thấy nó ăn dòng là sẽ có nguồn 19 và khi mình lắc lên đó, là các bạn quan sát là nguồn 19 nó mắc nè. Đó, cái led nguồn nó mắc nguồn nha các bạn. Rồi sau mình sẽ lắc lại. Rồi, các bạn thấy dắt nguồn nó sáng là có 19 vào nha các bạn. Đó, và đang ăn dòng. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý cái dắt nguồn này các bạn, cái dắt power. Cái dắt power này nha các bạn. Đó. Đây là cái dắt DC in luôn. Cái dắt DC in này vào nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình quan sát xem cái chỗ nào, cái vị trí nào nó có vấn đề nha các bạn. Thường là nguyên nhân là một là do cái socket trên main nha các bạn, hai là do cái socket này từ đây cái dắt nguồn nó tới đây. Đó, nó sẽ tới cái vị trí này. Rồi bây giờ mình sẽ quan sát xem có gì bất thường hay không. Các chân cắm thì nó bình thường nha các bạn. Đấy, mình quan sát thì các chân cắm nó bình thường. Rồi các chân cắm bình thường. Ồ, mình thấy là cái vị trí này nó đang bị có vấn đề nha các bạn. Này, mình sẽ cho các bạn xem là cái vị trí này. Vị trí này có vấn đề nha các bạn. Là ngay chỗ cái dây dây đỏ nè, hai cái dây nguồn 19 vào nè, là mình thấy nó có vấn đề này nha các bạn. Các bạn quan sát. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành dùng cái nhíp nha các bạn. Dùng cái nhíp mình sẽ gỡ hai cái dây đỏ ra.
2 hours later. Rồi, như vậy là mình đã vừa gắn xong nha các bạn. Đó, mình đã chỉnh lại xong hai cái chân của cái jack DC này nha các bạn. Hai cái chân nguồn 19 của jack DC in. Mình đã chỉnh lại rồi. Bây giờ mình sẽ gắn vào xem cái nguồn nó có chập chờn nữa hay không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Rồi, các bạn quan sát đồng hồ nha các bạn. Rồi, led cắm vô là sáng liền nha các bạn. Nè, đây rất là ok. Đó, không còn chập chờn nữa nha các bạn. À, led cắm vô là sáng liền và không còn chập chờn nữa. Rất là ok nha các bạn. À, các bạn quan sát. À, ok ha. Rồi mình sẽ đo lại nguồn nha các bạn. Rồi, nguồn rất là ok nha các bạn. Nguồn đã ổn định. Nguồn 19V đã ổn định nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho máy chạy xem có sức hành không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn vào. Đấy, các bạn quan sát là cái jack nguồn đã ok rồi nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình nha các bạn. Và cho cái main này hoạt động xem là có sức hành không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình. Đó, các bạn cũng quan sát đồng hồ dòng nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ dòng nha các bạn, mình sẽ cho các bạn xem là cái máy này có sức hành không nha các bạn. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn. Mình sẽ cắm nguồn và kích nguồn nha các bạn. Rồi. Ok các bạn. Như vậy là máy đã xuất hành nha các bạn. Ok. Như vậy là máy đã xuất hành. Như vậy nguyên nhân ở cái
Cái máy HP Pavilion 14 này là do cái dắt nguồn DC in nha các bạn. Nguồn 19 vào, cái dắt nó bị chập chờn, bị lỗi nha các bạn. Cho nên là sau khi mình đã chỉnh sửa và fix lại cái chân của cái dắt DC in thì cái dắt nguồn đã vào, nguồn 19 đã vào ổn định và máy đã hoạt động và xuất hình nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.